Chương trình đọc truyện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Con của biển, truyện ký của tác giả Phạm Thông qua giọng đọc Hải Yến, số 24. Ông nhà báo đẹp người kia đi khuất, thằng Cát vội cầm tờ báo ra đọc. Ấn tượng đầu tiên, hình ảnh vẽ minh họa một bộ đội giải phóng đâm lê xuyên ngực thằng Mỹ cao to. Hèn chi, khắp mọi nơi mấy tháng ni xuất hiện cụm từ những dũng sĩ đâm lê núi thành. Hắn cầm tờ báo thấy cái tít, núi thành trận đầu đánh Mỹ. Bài báo dài chiếm cả trang. Lại nói về tiểu đoàn 70, tiểu đoàn của chú Năm Cần đánh mới thiệt là hay. Nó đọc, cố nhớ, cố thuộc, từng tình tiết hấp dẫn. Đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ bị thất bại. Chế độ Sài Gòn trên đà sụp đổ hoàn toàn, buộc Mỹ phải đưa quân chiến đấu vào miền Nam. Trước mắt là trận thế thua của ngụy quân ngụy quyền. Chuyển chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh cục bộ, tiêu diệt lực lượng cách mạng, bình định hoàn toàn miền Nam trong thời gian ngắn. Mở đầu cho âm mưu đó, Mỹ chọn Quảng Nam Đà Nẵng làm nơi đổ bộ quân chiến đấu đầu tiên. Sau khi đổ quân lên Đà Nẵng, ngày 7 tháng 5 năm 1965, Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ thông qua cửa biển An Hòa đổ bộ lên hai xã Kỳ Hà, Kỳ Liên, huyện Nam Tam Kỳ. Trên một vùng có thế hiểm, Mỹ tiến hành xây dựng khu căn cứ quân sự Chu Lai, làm bàn đạp phản công, triệt hạ lực lượng cách mạng tại Nam Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi. Ngay sau khi lên bờ, quân Mỹ lập tức dùng máy bay, pháo binh, xe tăng, bộ binh càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt vùng Nam Tam Kỳ, Bắc Bình Sơn, nhằm đẩy lực lượng ta ra xa, bảo vệ an toàn cho bọn công binh cày ủi, san bằng làng mạc, xây dựng căn cứ quân sự. Ngày 17 tháng 5 năm 1965, chúng đưa một đại đội lên chốt giữ núi thành, làm căn cứ điểm tiền tiêu, ngăn chặn đối phương từ các dãy núi cao phía Tây, xâm nhập đánh phá khu liên hợp quân sự Chu Lai. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lập tức chỉ thị tỉnh đội Quảng Nam tổ chức trận đánh diệt gọn hai đại đội lính Mỹ này. Đây là trận đánh có ý nghĩa chính trị quân sự hết sức quan trọng. Nó chứng minh cho quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ của Đảng và dân tộc ta là hoàn toàn có cơ sở thực tiễn chiến trường, củng cố niềm tin tất thắng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Theo mệnh lệnh của quân khu, tỉnh đội Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị chiến trường cho trận đánh. Tỉnh đội trực tiếp chọn đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 70 thực hiện sứ mệnh lịch sử đó, nhận nhiệm vụ của tiểu đoàn tỉnh đội giao. Đại đội trưởng Võ Thành Năm dẫn các cán bộ trung đội, bộ đội trinh sát đi chuẩn bị chiến trường. Sau 3 ngày đêm trinh sát, đại đội trưởng Võ Thành Năm báo cáo phương án chiến đấu, hạ quyết tâm thực hiện. Tại một vùng rừng núi phía tây bắc căn cứ Chu Lai, đại đội 2 tiểu đoàn 70 làm lễ xuất quân. 18 giờ ngày 25 tháng 5 năm 1965, bộ đội đại đội 2 tập kết đúng các điểm quy định dưới chân núi thành. Màn đêm phủ xuống, trời mưa nhẹ đủ để làm nhòe mắt quân thù. Trời ủng hộ, các tay súng đại đội 2 bí mật tiếp cận mục tiêu. Đúng 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 năm 1965, đại đội trưởng Võ Thành Năm lệnh Trần Ngọc Ảnh, mũi trưởng hướng chủ yếu đánh đồi 50, ném quả thủ pháo khai hỏa. Lập tức, các mũi xông lên đánh phủ đầu quân Mỹ bằng thủ pháo, lựu đạn và tiểu liên. Cùng lúc tại cầu An Tân, các mục tiêu khác ở Chu Lai và toàn chiến trường Nam Tam Kỳ, quân ta đồng loạt nổ súng, làm cho địch không thể chi viện cho nhau. Sau 8 phút vào trận,
Ta đã tiêu diệt hết địch ở lớp công sự vòng ngoài đồi 50. Địch ở lớp công sự vòng trong ngoan cố bắn trả dữ dội. Cảm tử quân của ta nhanh chóng lao thẳng vào trung tâm, tiêu diệt ban chỉ huy đại đội của chúng. Ở mục tiêu đồi 49, một mũi tiến công gồm 12 đồng chí từ hướng đông nam đánh thốc tới. Địch ở trên đồi dùng hỏa lực kiềm chế, ta không tiến lên được. Đồng chí Lầu, chính trị viên đại đội, điều tổ dự bị nhanh chóng vòng phía sau từ hướng tây bắc, bất ngờ đánh thẳng vào trung tâm diệt hỏa lực địch ở đỉnh đồi. Địch rối loạn, ta nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn bọn địch ở đồi 49. Ở mỏm phụ phía bắc núi thành, một tổ ba đồng chí đã bí mật áp sát, nổ súng diệt gọn một tiểu đội địch sau vài phút chiến đấu. Với cách đánh đặc công hóa, bộ đội bí mật áp sát mục tiêu, hình thành thế bao vây. Bất ngờ dùng tiểu liên, thủ pháo, lựu đạn đánh gần chia cắt tiêu diệt địch trên mặt đất, trong công sự, hầm ngủ. Sau 30 phút chiến đấu, đại đội 2 tiểu đoàn 70 đã tiêu diệt đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ. Lá cờ quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược được cắm trên đỉnh đồi 50 núi Thành đúng vào lúc 1 giờ ngày 26 tháng 5 năm 1965. Núi Thành không phải là một trận đánh lớn, nhưng có ý nghĩa chính trị quân sự rất quan trọng, chứng minh bộ đội ta hoàn toàn có khả năng đánh thắng giặc Mỹ trên chiến trường. Lần đầu tiên, một đại đội bộ đội địa phương tỉnh tiêu diệt gọn một đại đội lính Mỹ, mở ra khả năng thực tế rằng bộ đội ta có thể tiêu diệt nhiều đơn vị lính Mỹ trên chiến trường. Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam đã trao tặng đại đội 2 tiểu đoàn 70 huân chương quân công và lá cờ mang dòng chữ Núi Thành oanh liệt, quyết chiến lập công. Danh xưng Quảng Nam trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ cũng xuất hiện ngay sau chiến thắng lịch sử này. Đấy là những câu chuyện to tát của các bác, các chú, các đơn vị bộ đội. Còn phận mỏng như lá lúa của thằng Cát là phải lo mài bảng đá, in sách giáo khoa. Hắn cứ phải làm hết mình theo sức vóc nhỏ nhoi. Việc gì đến rồi sẽ đến. Mới hòa mực viết, in độ vài chục trang sách, Trần Đoàn, thằng Cát nhận lệnh xếp bảng đá, ru lô, mực, giấy theo các chú, các anh di rời cơ quan vào danh núi. Để tránh tay mắt người thường, cơ quan ra đi lúc trời chưa sáng. Khi người dân chưa dậy ra đồng, đoàn cán bộ của tiểu ban giáo dục khu đã đặt ba lô nghỉ chặng đầu tiên tại danh Nà Nghệ, thôn Thạnh Mỹ, nơi có dòng suối lớn đổ ra đầu làng Thuận Yên, hòa nước vào sông Muôi, xuôi về Tam Kỳ. Chờ trời sáng, họ ngược suối vào sâu phía rừng rậm. Lần đầu tiên, thằng Cát đi theo suối, trên lưng cõng một bảng đá nhỏ, lỡ trượt chân đập bảng li tô xuống đá hòn, đá tảng, bể tan nát. Hắn bậm miệng, bấm chân, cẩn thận tránh những hòn đá trơn trượt. Đến một chỗ có khoảng rừng đất hơi bằng, ông Thư phụ trách công tác nội bộ cho mọi người dừng chân. Ông chỉ tay vào khoảnh đất bên dòng suối. Báo cáo thủ trưởng Hiệu, đây là nơi các đồng chí phụ trách căn cứ định vị cho cơ quan mình. Anh cho các đồng chí dọn phát mặt bằng, căng tăng ở tạm đôi bữa. Theo bên mật cứ nói thì mình còn đi tiếp, nơi nào họ chưa báo trước. Công tác bí mật là việc cụ thể của nội bộ cơ quan do ông Thư đảm trách. Dù ông Hiệu thủ trưởng cũng phải nghe theo. Mọi người đặt ba lô trên tảng đá bên bờ suối, rút dựa lấy dao găm, cầm sẻng cuốc, bươn vào rừng chặt cây, căng tăng, đào lò hoàng cầm để giấu lửa giấu khói. Hơn nửa tiếng đồng hồ, cả đoàn đi dọc suối. Bây giờ, theo lời ông Thư, bọn trẻ tạt vào đám rừng dọn chỗ ở. Vừa bước được vài bước, thằng Cát nhìn xuống, thấy hàng chục, hàng trăm con vắt theo tiếng khua của lá, nhoi đầu búng, trườn, bám vào chân. Lần đầu tiên, thằng con biển nhìn thấy vắt núi, chao ôi phát khiếp.
hắn nhảy bông nhảy toáng lên. Thằng Cát sợ vắt đã đành, thằng Thắng đánh máy ở nguồn vẫn sợ vắt hơn. Hắn ta vừa nhảy tưng tưng vừa la hét điếc tai. Ngay thằng Thắng ré thằng Cát sực tỉnh, mình còn đang nằm trong tầm theo dõi của mọi người. Cát cắn răng cúi xuống gỡ vắt, lùi lại lấy muối trong ba lô trà vào chân. Chú Hải còn cho ít thuốc lá, Cát trà thêm vào kẽ ngón, hắn bớt sợ lũ vắt. Vắt đụng vô co rúm ngay. Sau độ hơn 3 tiếng đồng hồ vừa canh vắt vừa phát dọn, mấy đứa trẻ chặt hết những chùm cây non mọc quanh các gốc cây cổ thụ, chặt cây núi bằng bắp tay bắp chân, tìm dây rừng theo hướng dẫn của ông Thư, lựa thế cây đứng trong đám đất đã phát dọn, buộc cây ngang đối diện song song, cách nhau hơn 2 thước, cách mặt đất ngang đầu người lớn, buộc một dây mây song cao trên 2 mét làm nóc, răng tăng ngang néo chẳng làm ô lán tạm, mỗi ô căng 3 tấm tăng cho 3 người treo võng. Ai nằm với ai do ông Thư phân công để có thể hỗ trợ nhau làm lán trại. Dựng lán xong, mọi người treo võng lấy cơm vắt ra ăn, lấy bình tông nước ra uống. Ngả lưng một tí, 1 giờ chiều, người đi lấy củi khô, người hái rau rừng, bắt ốc dọc suối, đào lò hoàng cầm, chuẩn bị cho bữa cơm tối. Mọi việc chân tay do đám trẻ làm, dành thì giờ cho các bác, các chú nghiên cứu tài liệu. Họ là thầy của các thầy hiện đang hành nghề dạy học trên vùng giải phóng 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Chính họ là người đang dìu dắt toàn ngành giáo dục kháng chiến của cả khu vực. Vai trò của họ rất lớn đối với đất nước, nhưng cuộc sống vật chất hoàn toàn trái ngược với cái vị trí xã hội đang đảm trách. Cuộc sống của những người trí thức tầm cỡ ở nửa cuối thế kỷ 20 mà rất giản đơn, âm thầm, hoang sơ, đến mức không tưởng. Toàn bộ gia tài của họ chỉ nằm gọn trong chiếc ba lô với 1 tấm tăng làm lán, 1 tấm áo đi mưa, chiếc võng, vài bộ quần áo, 1 vài vật dụng cần thiết khác. Dưới chân, 1 đôi dép, trên đầu 1 cái mũ, nuôi sống bằng 1 ống lương khô, 1 ruột tượng gạo đủ cầm hơi cho 5-7 ngày đường. Thằng Cát lon ton theo họ, trên lưng cũng chừng ấy vật dụng, kèm tấm bảng đá 5-7 ký. Đó là vũ khí bất ly thân, bù lại nó không mang gạo. Chỗ nào đường khó, mấy anh đèo luôn bảng đá, nhưng nó cương đòi mang gạo ăn đường cho mọi người. Nghĩa là nó nghĩ như mẹ lúc ở nhà hay nói, xay lúa khỏi bồng em. Hắn tự biết, người ta đánh giá ý thức ở cử chỉ, hành động. Hắn đang phấn đấu để được ở lại chiến khu. Hắn biết các chú các bác đang thử thách. Nhưng hắn có phấn đấu thì được vào tổ chức gì nhỉ? Cơ quan kháng chiến làm gì có tổ chức thiếu niên tiền phong, đoàn viên thanh niên thì gần 2 năm nữa mới đủ tuổi. Ngẫm mà thương, mà đau cho cái thằng con nít đi kháng chiến. Hắn thoát ly kháng chiến hẳn hoi, chứ có phải tham gia phụ như đào hầm trông, gài lựu đạn, cảnh giới địch, đu càn mấy anh mấy chú du kích ở quê. Làm cách mạng thì việc gì cũng gian khổ hy sinh, chết chóc. Nhưng thoát ly hẳn lên chiến khu, lội 100 suối ngàn đèo như đạp đá tai mèo bằng sức pháo 1000 cân. Đối với thằng Cát là việc quá sức. Thoát ly có khi kém hiệu quả hơn ở nhà tham gia cảnh giới, vào du kích B đánh lén địch đi càn. Thằng nhỏ này bu lên khu, ít bữa nữa có đủ sức đi theo mấy chú mấy bác vào tận Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk không nhỉ? Phải đi bộ 10 ngày đường, ngay như leo dốc Trà My, Phước Sơn. Gần đây hắn có chịu nổi không? Hắn đã nhận thức hết con đường phía trước chưa? 1 dấu hỏi lớn. Người lớn làm sao hiểu hết ý chí trong cái thân xác chưa đủ lớn của hắn? Đôi khi buồn một tí vì hắn chưa đủ can đảm nói hết những nhận thức của bản thân cho người lớn nghe. Từ nhận thức trong đầu
biểu hiện qua cái miệng làm một khoảng cách dài. Có thể ông nhà báo Hoài Nam hôm trước cảm tình chịu ngồi lại nói chuyện với hắn để tìm cảm hứng. Có lý đấy. Ông không hiểu nổi hắn, và hắn cũng có thể trở thành nhân vật tí hon kháng chiến trong tác phẩm của ông, không biết chừng. Tại sao các bác các chú ở cơ quan không đề nghị cho nó đi miền Bắc đào tạo? Ở quê có mấy đứa con cán bộ tập kết vào Nam được đưa ra Bắc học tập. Cát cũng con gia đình cách mạng, nội ngoại có đến 5 người tham gia từ hồi chống Pháp, có liệt sĩ. Nay Cát bám theo cách mạng lại bị chê nhỏ. Nó nhỏ không ở lại chiến trường được, tại sao không đưa đi Bắc? Lại chê bảo phải trở về nhà ở tít vùng đông kia. Tại mẹ nó vào công giáo ư? Hay cha nó chết theo cái kiểu gì ở miền Bắc? Ở xã, ở huyện, biết bà Thẩm vào công giáo để nấp bóng. Ông Bá bí thư huyện ủy, ông Tuân bí thư xã, kể cả ông Mười Chấp cũng biết rất rõ. Thế nhưng tại sao họ không đề nghị? Mẹ còn bảo các con không đủ tiêu chuẩn đi Bắc như con người ta đâu. Thử hỏi gia đình thằng Cát so với gia đình mấy người cán bộ kia có thua kém chi? Nếu có uẩn khúc, có không công bằng trong việc đối xử với Cát thì người lớn biết, hắn làm sao biết được? Hắn cũng đâu thèm biết. Có khi cho đi Bắc cũng không đi. Nó rất hăng, đang muốn làm chuyện người lớn. Vào danh nà nghệ Kỳ Yên, lần đầu tiên thằng Cát chạm cuộc sống chiến khu. Ở dưới tán rừng rậm, treo võng nằm trong lán, nấu ăn bếp hoàng cầm. Nghe suối chảy róc rách, nghe chim gõ kiến bộp bộp, sợ vắt nhảy tưng tưng, đèo nặng đi bộ bờ hơi tai. Nhưng thằng Cát đâu chịu thấm đòn. Quyết tâm của hắn theo cách mạng không hề suy giảm. Dẫu phía trước còn trùng trùng gian khổ hy sinh, hắn vẫn tự dặn lòng, cố đi đến bước cuối cùng. Chưa được học tập nhiều về con đường phải đi, tại sao nó dấn thân dữ vậy? Nó xem chuyện ra đi không có ngày về, tự nhiên nhẹ nhàng như đi câu cá, câu mực, nối nghiệp cha anh. Nó thiệt hồn nhiên cách mạng. Sáng hôm sau, Trần Đoàn Cát vừa sành soạn dụng cụ viết in một chiếc Morang bay đến quần sát ngọn cây ném quả mù. Mấy chiếc khu trục Carider chúi xuống thả bom bắn phá ngoài bìa rừng Nà Nghệ. 10 giờ sáng có lệnh di chuyển cơ quan. Khu ủy thời gian này đóng rải rác trên một vùng rộng lớn từ mỏ vàng Bồng Miêu, Kỳ Sơn vào tới bên kia đèo Phường Tổng, giáp với Xuân Bình, Phú Thọ, Kỳ Yên, với hàng ngàn con người, hàng trăm cơ quan lớn nhỏ thuộc các ban ngành, khó giữ được tuyệt đối bí mật. Lính Mỹ nhảy vào miền Nam đã 4 năm tháng. Chúng tăng cường gián điệp, biệt kích, lùng sục cho các loại máy bay, quần đảo liên hồi trên bầu trời do thám làn sóng vô tuyến của ta. Có thể chúng đã đánh hơi được mật cứ khu ủy khu 5 đang dịch chuyển về hướng nào. Cách kiểu thả bom sáng nay là do máy bay trinh sát L-19 quần đảo quan sát hoài nghi, phát hiện ven bìa rừng hoang vu có dấu hiệu con người, chấm tọa độ, gọi máy bay chiến đấu đến thả bom, bắn phá hú họa. Dù chúng bắn phá theo kiểu gì thì các cơ quan của khu ủy cũng rời theo phương án đã định. Các đồng chí phụ trách mật khu chuẩn bị nhiều địa chỉ, nhiều phương án dịch chuyển một khi nhận được nguồn tin tình báo. Ông Thư dục mọi người đi nhanh về hướng Bắc. Ông xác định lần này sẽ đi xa ra vài ngày đường. Từ bìa rừng Thạnh Mỹ, Kỳ Yên, người của tiểu ban giáo dục nhập chung với các bộ phận. Đài Minh Ngữ do ông Sinh chỉ huy. Thông tấn xã do ông Huy làm trưởng phân xã. Tiểu ban văn nghệ do ông Bốn Gương, Phan Tứ làm trưởng tiểu ban. Điện ảnh do ông Đống phụ trách. Trở thành một đoàn gần 100 con người cùng hành quân. Văn phòng ban do ông Nhung phụ trách. Tại đây
Lần đầu thằng Cát được chạm mặt các văn nghệ sĩ tên tuổi của khu 5 như Bốn Gương Phan Tứ, Huy Quang Phan Huỳnh Điểu, Hồng Trinh Hiền họa sĩ Chất, Chu Cẩm Phong Trần Tiến. Đoàn người chia thành từng nhóm, âm thầm băng qua các xóm lẻ, thôn Danh Sơn, ra An Lâu Kỳ Sơn, leo núi Chúa đến Ngọc Tú Kỳ Long đã mở tối, nghỉ đêm qua các vườn nhà dân quanh ngã ba Bà Chủ. Sáng hôm sau, đi dọc các làng trung du Phước Tân, hướng về dải núi cao ngút tầm mắt chặn ngang phía Bắc. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.